cáp luôn vào trận thi đấu thôi. Vậy là xuất phát phía CSI, trước sẽ là cặp player bên phía của G2 Esports. Có lẽ đây là map pick của LDLC hay chăng đây? Còn đây là một map thi đấu mà G2 Esports bắn cũng là khá là ổn định rồi. Bây giờ thì sao? Apex nằm xuống với Alex rồi. Mixwell chưa đổi được mạng điều này, lợi thế hơn người cho team LDLC. Ủa thì ông tăng xuống khu vực tunnel. Bây giờ thì Alex đang là người đi đầu. Vâng, tuy nhiên thì bom lại đang di chuyển đến cục bom xe A. Vậy là tràn bom xe A, fake không thành công rồi. Body có một mạng ngay, tức Devin đổi mạng body thành công. Bây giờ thì sao? Vâng, Kenneth bắn lỗi, tuy nhiên MBK lại cũng được Maniac ở trong ngoài khu vực outside. Bây giờ thì Kenneth vẫn đang nhá rất nhiều trên khu vực catwalk. Rồi thì sao? Vâng, MBK đang muốn đẩy ra. Bây giờ thì MBK hạ cục thành công Logan và có cho mình double kill. 2v2, bom đặt thành công cho LDLC. Tuy nhiên thì sẽ retake trong tình huống này rồi. Kenneth đang có vị trí đứng không đẹp cho lắm, cần phải nhá rất khéo. Bây giờ thì sao? Kenneth đã ủng tấn công Divo rồi. Bây giờ chỉ còn một mình Alex rồi. Alex lộ vị trí. Bây giờ thì sao? Alex nằm xuống và đó là ba mạng cho NBK trong lòng vừa rồi. Một tình huống tỏa sáng cá nhân và retake cực kỳ hoàn hảo tới được vị trí của NBK cũng như là Kenneth và đem về đoạn thắng đầu tiên cho G2 Esports. Một tình huống retake quá mẫu mực. Vâng, từ khi mà Soxy ra đi thì MBK có vẻ như đang bắn không khác gì lên đồng cả. Thắng như mình Rapid Storm vì mình xin sai trước ở map nút này sẽ là cực kỳ lợi thế. Trong cái đó thì LDLC họ đang đưa ra một cái quyết định cực kỳ mạo hiểm ở trong round đấu, ở trong second round. Đó là full buy luôn và có một AK vị trí của Logan. Tuy nhiên thì Maniac đã bị bắn yếu rồi. Kenneth đang là key player tiếng này. Kenneth đã cũng thành công Tonu rồi. Và bây giờ thì sao? Kenneth đang solo em và ngay lập tức Kenneth nằm xuống với Logan. Tuy nhiên thì lộ ngay, lộ người có súng rồi. Vậy là biết LDLC full buy round này. Bây giờ thì tiếp tục đẩy ra đấu súng tới như của Mixwell. Và Apex đã đẩy vào trong lobby rồi. Và bây giờ một tình huống đẩy như thế này thì Apex sẽ có cực kỳ nhiều thông tin. Giờ thì Apex kết thúc cho mình mạng Maniac. Có nét trả giả rất lì lợm và khó chịu tới chứ của Apex. Trong cái đó thì Alex có một tiếng bò cũng áo xài. Thì hôm nay thì Mixwell sẽ nằm xuống free kill cho Alex. Bỏ người rồi. Rất thông minh, tuy nhiên thì sẽ bắt được mấy trong tình huống này đây. Vẫn chưa có thêm ai để bắt được cả. Và bây giờ thì sao? Vâng, vậy là Alex quyết định hạ gục thành công Mixwell rồi. Một tình huống mà Mixwell đẩy ngược ra, tuy nhiên thì check là không kỹ. Body tiếp tục có cho mình mạng của Logan. Rồi thì NBK solo em. NBK headshot được Alex thành công. Và giờ chỉ còn một mình Devil ở đây rồi. Devil Dingo không giáp. Tầm này thì CL ship trừ no hope cách 1. Cơ hội đâu ra đây, thậm chí là còn có smoke được trả ra tới từ một ai đó bên phía G2 Sport. Bom rơi thì quá xấu như thế này. Chúng ta chuẩn bị xem Devil nằm xuống. Bây giờ thì Devil bị hạ gục bởi NBK và đó là 2-0 nghiêng về cho G2 Sport. Hoàn hảo. Những tình huống retake đang là hoàn hảo. Và đấu súng thì G2 Sport cũng đều giành phần thắng. Trong khi đó thì ngày hôm nay Apex có vẻ như đang ở những round đấu, hai round đấu đầu tiên thì Apex có vẻ như là chưa chơi game cho lắm. Phong độ thì không được cao như ngày thi đấu hôm qua, nhưng bù lại thì MBK lại đang được sổng chuồng. Và giờ thì sao? Kenneth bị quay trong tiếng này. Bây giờ thì Apex có một mạng của Logan rồi. Apex có cho mình double kill. Và giờ thì sao? Đó là triple kill của Apex và Kenneth đã cùng tấn công Tono. Giờ thì Alex sẽ cố gắng đặt bom dưới cục bom xe B. Một tiếng fake outside và tràn nó cục bom xe B để đặt bom là khá hay, rất bài bản. Tuy nhiên thì Apex sẽ nằm trong điều này thôi. Vậy là Apex nằm xuống mạng dành cho Alex nằm xuống và mạng dành cho Apex trong tình huống vừa rồi. Một round đấu mà Apex thi đấu cực kỳ bay với 4 mạng. Vâng, vừa mới bảo một cái thì Apex ngay lập tức thể hiện cái khả năng chó điên của mình. Vâng, Soxy đã không nghỉ thi đấu cho G2 rồi anh em nhá. Có vẻ như là Soxy đang muốn lập một team mới. Và đây sẽ lại là một key round nữa dành cho LDLC. Set full bài để tràn xuống cục tunnel rồi. Tuy nhiên thì đây là một round đấu mà Apex cũng như là Mixwell cường gần, có lửa được trả ra. Sẽ chưa thể xuống vội.
Vâng, chúng ta cùng xem Alex từ nãy giờ thì Alex có những điều entry là khá hay và ngay lập tức thì Alex hết shot được Mixwell. Mixwell đang có những điều di chuyển từ đầu đến giờ là khá ngây thơ ở map thi đấu này. Có vẻ như đây là một map mà Mixwell chưa được thi đấu nhiều. Vâng, giờ thì body lại có những điều đẩy ra cùng lobby rồi. Rất nhiều thông tin tới được vị trí của body. Bây giờ thì body đẩy ra. Body, vâng, body không kết thúc devil. Quá đáng tiếc cho body ở vừa rồi. Bây giờ thì Logan nằm xuống MBK và đó là double kill MBK. Tolu đổi mạng KNS thành công. Devil hạ của MBK rồi và ngay lập tức thì body có những mình mạng của bạn nhé. Bây giờ thì Apex, vâng, Apex kết thúc đầu với double kill và đem về lao thắng thứ tư cho G2 Sport. Tuyệt vời, những điều đổi mạng và tốc độ quá cao ở trong vùng bom sai à. Và Apex là người kết thúc đầu với double kill. Vâng, Mixwell thì ngày điều hôm nay ở map thi đấu này thì có vẻ như là kinh nghiệm chưa nhiều nên đang có số frag đó là 003. Tuy nhiên thì phần còn lại đã do NBK cũng như là Apex làm hết rồi nên là fit thì cũng không sao cả. Một đầu fork bài tiếp tục dành cho LDLC. Thua liên tiếp 4 round đấu và giờ thì cứ mỗi round đặt được bom thì LDLC có thể full bài bình thường. Kenneth vừa có một mạng rồi. Bây giờ thì sao? Kenneth bắn trượt. Bây giờ Kenneth vẫn đang rất lì lợi với khẩu ngắm cùng áo sai này. Giờ thì rút P250 ra chơi nhau luôn. Quá cục xúc tới cho Kenneth và bây giờ thì Kenneth lại cũng đi vô ngoài khung áo sai. Bây giờ thì sao? Triple kill cho Kenneth và body cũng hạ cùng thành công mà nhất trong khu vực nhà đen rồi. 5-0 nghiêng về cho G2 Sport. Các bạn có thể thấy được là từ hôm qua đến hôm nay thì mình cap 2 trận thi đấu do G2 Sport bắn. Thì có vẻ như là sau khi mà Soxy ra đi thì cái lối bắn của G2 Sport bây giờ nó đã khác hoàn toàn rồi. Ông bắn cực kỳ hổ báo và lì lợm luôn. Chúng ta có thể thấy đặc biệt điển hình cái tình huống này của Kenneth. Ông bắn trượt ngắm, quay ra repick tiếp. Không bị gì ngán cả. Mặc dù đây cũng là một round fork bài, nhưng sự lì lợm và hổ báo vẫn được thể hiện ở Kenneth. Bắn trượt thì rút P250 ra chơi nhau luôn và liên tục có những điều repick. Và bây giờ thì sẽ tiếp tục là một kỳ round nữa. Lần này thì Tonu có ngắm cho riêng mình. Tuy nhiên thì khẩu ngắm bán ở bên phía T-side ở map thi đấu này thì chỉ có hai con đường thôi. Một là khu vực outside và hai là first pick ở trong khu vực van. Vậy là Tonu quyết định đẩy ra khu vực outside rồi và kê ngắm trực diện vào khu gara. Tuy nhiên để một round full bài thì Kenneth đủ tỉnh táo để đổi một vị trí đứng đẹp hơn và lợi thế hơn rất nhiều so với round đấu trước. Chọn một góc đứng quá thông minh tới để chịu Kenneth. Một góc đứng mà rất ít các player sẽ đặt tâm vào. Bây giờ thì chúng ta cùng xem Kenneth có mạng như điều này hay không. Logan đang đẩy ra và Logan nằm xuống bên Apex rồi. Bây giờ thì Mixwell và được Alex thành công. Quá nhiều lợi thế dành cho G2 Sport. Bây giờ thì Kenneth tiếp tục bắt được Devil trong khu vực A-Long. Quá xuất sắc vị trí của Kenneth. Giờ thì Tonu đổi được ngoạng Mixwell. Tuy nhiên thì Mariac đang có một tiếng di chuyển tốt. Nhưng NBK đã ở khu vực Secret rồi. Và Tonu sẽ nằm xuống tiếng này rồi. Và ngay lập tức thì Tonu bị headshot bởi NBK. Mariac có đổi được mạng không? Một mạng là cho Mariac cho tiếng này. Kenneth nằm xuống. Tuy nhiên thì body đổi mạng Mariac ngay lập tức ở trong khu vực A-side. 6-0 nghiêng về cho G2 Sport rồi. Tuyệt vời. Đây không phải là dạp xiếc G2 nữa, mà đây chính là G2 Sport mà mọi người muốn thấy. Dream Team của Pháp. Tuy nhiên thì bây giờ với sự xuất hiện của Mixwell thì nó đã không còn phải là Dream Team của Pháp nữa rồi. Tự nhiên lại có một player của Tây Ban Nha dồn vào. Vâng, giờ thì Kenneth sẽ tiếp tục cương trong khu vực A-Long. Trong khi đó thì LDLC họ tràn tới 4 người xuống khu vực Secret. Body vừa Agumaniac thành công. Bây giờ thì MBK đang giữ vị trí đứng cực kỳ quan trọng. Nhưng mà MBK có mấy mạng này. MBK nằm xuống với Tonu rồi. Mình muốn chết chay nhưng Kenneth lại bắt được Alex ở trong khu vực outside. Vâng, Mixwell cũng chỉ đổi được một mạng và ngay lập tức đi vô kết thúc Kenneth thành công. Bây giờ là một tiếng 1v3 dành cho Tonu. Tonu đang di chuyển và Tonu đang chổng lưng vào mặt đối phương. Tuy nhiên thì lộ tiếng tới chỉ có Mixwell rồi. Và Mixwell sẽ nằm xuống tiểu này, một mạng cho Tonu. Bây giờ thì sao? Body cũng đã xuất hiện ở trong khu vực van rồi. Bây giờ thì Tonu đang di chuyển 1v2, muốn quay ngược trở về khu bom xe. Tuy nhiên thì Body đang di chuyển quá tốt cho tiểu này. Nghe này rồi, Body đang sủi. Vâng, sủi kèo là hay, tham còn rất nhiều để Tonu có thể xử lý. Nhưng Body lắc ra và headshot thành công Tonu và đem về đấu thắng thứ 7 cho G2 Sport. Một tình huống xử lý là khá hay tới đối vị của Tonu. Tuy nhiên thì Tonu lại không đủ bình tĩnh như tiếng vừa rồi khi mà chạy
không khác gì một con ngựa cả. Gây rất nhiều tiếng và đó là lý do tại sao body có một tiếng bắn quá dễ dàng trong đấu vừa rồi. 7 đầu liên tiếp LDLC thì chưa có một dấu hiệu gì nó gọi là gây được đột biến cả. Tactic thì cũng chỉ có một cái bài đó là ném smoke ngoài vực A-Long thôi. Đấu skill thì cũng thua, nhưng vừa rồi thì lại là cái tên Mixwell. Vâng, mình chả thấy một thằng nào mà nó lại cầm ốp, nó repick, nó kéo ra kê kiểu đấy cả. Trong khi biết là chắc chắn là đối phương sẽ có ngắm kê trước vào khu vực gara rồi. Quá non kinh nghiệm tới từ Mixwell. Có lẽ lên đổi cho Mixwell ra một vị trí bắn khác dễ hơn đi. Maniac tiếp tục hạ gục body và Apex vừa đổi cho mình một mạng trong khu vực nhà đen. Từ nãy giờ thì Apex không phải, đó là vị trí của body đẩy rất bon trong khu vực nhà đen. Tuy nhiên thì vừa rồi body vừa bị khóa mõm bởi Maniac. Người ta đã bảo rồi, các cụ đã bảo rồi, quá tam thì ba bận. Mà đây ông lại còn chơi đẩy đến 4 round đấu rồi. Vâng, giờ thì Devil kết thúc cho mình mạng của Apex. Lợi thế đang là rất nhiều dành cho LDLC, có thể có cho mình round thắng thứ nhất. Tuy nhiên thì KNS lại bắt được Alex. Giờ thì sao đây, NBK đang có vị trí rất đẹp. Giờ thì NBK headshot được Tonu, NBK trắng rái rồi. Giờ thì NBK có double kill. Và giờ thì đang là một tình huống quẩy trong sai. Và giờ thì sao, NBK nằm xuống với Maniac rồi. KNS lộ vị trí, và giờ thì đang đục vào. Tham còn là khá nhiều để cho Maniac có thể xử lý được tình huống này. Bây giờ thì KNS đang kéo ngọn ọp ra rồi. Vâng, vậy là KNS hạ gục thành công Maniac. Và đó là 8-0 nghiêng về cho G2 Esports. Vâng, sorry anh em, tình huống vừa rồi không hiểu sao mà nó lại tự nhiên chuyển về 360p nên là mất một đoạn. Vâng, vừa rồi thì LDLC lại để thua cho mình một tình huống 4v2. Vẫn là bộ đôi KNS cũng như là NBK rồi. Ở round Piston thì LDLC đã thua một tình huống 4v2 rồi, cũng bởi chính cái bộ đôi này. Và vừa rồi thì LDLC lại ngã trên chính cái vũng bùn mà mình đã nằm xuống ở round đấu đầu tiên. KNS vừa kết thúc cho mình mạng Alex, một tiếng đẩy ra khu vực A-Long là cực kỳ cục. Bây giờ thì có flash trả lên, KNS trắng rái rồi. KNS có lùi được không? Lùi được. Và Mixwell vừa kết thúc cho mình mạng Tonu. Devo bị bắn yếu, Devo thì có cho mình có 22 máu thôi. Bây giờ Devo lộ vị trí, KNS repick và có cho mình double kill ngoài khu vực A-Long. Mixwell vừa ông Devo với một quả nết quá khó chịu. Bây giờ thì Maniac đổi được một mạng của Apex. Nhưng giờ thì Maniac chỉ còn cho mình có 10 máu ở đây thôi. Quá khó cho Maniac trong tình này. Bom rơi outside và cuối cùng thì KNS là người kết thúc round đấu với triple kill. Và đó là 9-0 nghiêng về cho G2 Esports. Và cái tầm này thì GG rồi. Bắn thế này thì chết. Và bây giờ thì LDLC sử dụng cho mình một quyền power tactic. Tuy nhiên thì có gây được đột biến gì hay không đây. Và mặc dù thì ai cũng biết rằng đây là một cái map cực kỳ thiên về CD side. Tuy nhiên thì nếu LDLC muốn được có một tình huống comeback thì ít nhất họ phải lên cho mình là 4 round đầu. Ít nhất là 4 round đầu. Trong một ngày thi đấu mà G2 Sport không muốn tấu hài nữa thì mọi chuyện nó sẽ là quá khó khăn cho LDLC. Chúng ta cũng đến với round đấu thứ 10 rồi. Còn vậy là một round hấp bài dành cho LDLC. Maniac là người nhiều tiền hơn nên sẽ lên một AK. Tuy nhiên thì chỉ có Smoke. Vâng, vậy là lại set bài Smoke Secret rồi. Tuy nhiên thì xuống Secret cũng không để làm gì cả, khi mà đội hình của G2 Sport đang di chuyển là cực kỳ linh hoạt ở map thi đấu này. Còn giờ thì chỉ còn một Smoke tới thì có Tonu rồi. LDLC sẽ cố gắng đẩy mọi thứ về những tình huống đấu skill. Vẫn đang hầu khá trì tới thì LDLC. Các bạn có thể thấy là tốn tới 3 quả smoke mà chỉ để cho một mình Alex xuống được khu vực tunnel. Và bây giờ thì Alex vẫn chưa dám đẩy tiếp. Các bạn có thể thấy là LDLC đang bắn rén như thế nào.
Vâng, giờ thì Kenneth đứng luân chuyển với khu Ram chứ không còn đứng khu A-side nữa rồi. Bây giờ thì Kenneth đã có Logan, không có double kill cho Kenneth và ngay lập tức thì Maniac đổi mạng thành công. 4v4, Maniac vẫn chưa muốn đẩy vào. Bây giờ thì Tonu sẽ là người phải thí mạng. Vâng, Tonu nhặt ngắm tới đến Kenneth rồi. Với một khẩu ngắm rơi vào tay Tonu như thế này thì sẽ là khá tai hại dành cho G2 đây. NBK sẽ lại một lần nữa là key player khi mà anh đang là người đứng dưới khu A-side. Tuy nhiên thì đây là một góc default. Apex vừa bị bán yếu rồi, 53 máu chứ Apex. Tuy nhiên thì NBK có cho mình double kill. Bây giờ thì sao? Không có triple kill, Tonu đổi mạng thành công. 2v3, Alex bị bán yếu rồi, 10 máu và giờ thì bò đi. Headshot Alex thành công, một lửa trả vào van. Nhưng đây là một tình huống 1v3, trả smoke ra và cuối cùng thì Apex headshot được Tonu và đem về round thắng thứ 10 cho G2 Esports. Bắn là hay. Vâng, G2 Sport đang thể hiện một bộ mặt quá khác biệt khi mà Soxy ra đi. Mặc dù cái mảnh ghép Mixwell mới được đưa về là chưa được trơn tru cho lắm. Tuy nhiên thì không hiểu sao mà từ khi Soxy ra đi thì phong độ của 4 player còn lại của G2 Sport đang là có thể nói là hủy diệt ở thời điểm này. Bắn quá bay tới từ toàn bộ 4 player cũ của G2. Bây giờ thì team LDLC sẽ phải di chuyển như thế nào đây? Alex có một tiếng đứng trong smoke là rất khó chịu. Bây giờ chúng ta cùng xem. Vâng, Mixwell đang kê ngắm khu vực A-long. Bây giờ thì Mixwell đang kê tâm sai. Tuy nhiên thì Mixwell có mạng trong tình huống vừa rồi. Logan lộ vị trí trong tình huống này. Bây giờ thì sao? Vâng, vậy là phải có flash trả vào, chiếm lợi thế. Devil đang người đứng khu vực trên cao. Vâng, trong khi đó thì Alex có một tiếng đẩy được xuống khu vực tunnel. Tuy nhiên thì Alex vẫn chưa làm được điều gì ở dưới khu vực tunnel cả. Vẫn đang là những tình huống hầu pick thôi. Giờ thì Devil kết thúc cho mình mạng Mixwell. Vẫn là những tình huống chọn vị trí quá non thôi. Đấu skill thì mình khẳng định là Mixwell nó không ngại ai. Tuy nhiên thì những tình huống chọn vị trí ở map thi đấu này thì anh em có thể nhìn thấy luôn rồi đấy. Quá non kinh nghiệm. Nhìn không khác gì một cái ông mà bắn ở cái map thi đấu này mới chỉ 1-2 lần cả. Giờ thì Alex hạ gục cho mình mạng của NBK. Bom sai B đã thủng dành cho LDLC. Vâng, tuy nhiên thì lại mang bom với cùng bom sai A. Dễ thì không thích làm, cứ thích làm khó. Bây giờ thì bom sai A có tới 2 người, vị trí của Apex cũng như là body. Giờ thì sao? Mèo bắt chuột, body headshot được Maniac thành công. Giờ thì sao? Body có double kill. Mình đéo hiểu LDLC nó làm cái gì. Bom say B thì clear rồi, nhưng lại không vào, lại thích vào bom A, còn tới 2 người vị trí của body cũng như là Apex. What the fuck are you doing bro? Bây giờ thì Apex, à không phải, đây là Alex sẽ có một round xếp súng rồi. Một quyết định khôn ngoan. Vâng, dễ thì không thích làm, cứ thích làm điều khó cơ. Mình không hiểu bọn LDLC nó nghĩ cái gì nữa. Vâng, và có lẽ là cơ hội dành cho LDLC ở trong map thi đấu này là không nhiều nữa rồi. Lần này thì Kenneth chuyển ra bán khu vực A-long và chúng ta nhìn xem Kenneth có những tình huống di chuyển và chọn vị trí nó là khác biệt so với Mixwell như thế nào. Và giờ thì Kenneth có một mạng của Tonu rồi. Logan cũng đã yếu. Bây giờ thì lộ vị trí tới từ Logan đang muốn đẩy vụ mini. Nhưng NBK làm gì ở đây đây? Alex muốn tăng vào nhưng Alex nằm xuống với Mixwell rồi. Giờ thì Kenneth headshot được Logan. Vâng, bắn rút 5-7 ra vả nhau luôn. Chứ tầm này làm sao mà phải bắn ngắm. Khó rồi. Bom rơi ngoài khu vực outside. Và Maniac thì vẫn đang ở khu vực Ram làm gì đây. Giờ thì Maniac sẽ cố gắng di chuyển lên. Dinko giáp 1. Một quả smoke. Trả smoke ra fake như đúng rồi. Tuy nhiên thì Mixwell đủ tỉnh táo điều này. Bây giờ thì Mixwell đang kê ngắm trước. Mixwell sai timing rồi. Bây giờ thì sao? Vâng, vẫn chưa có mạng cho Mixwell. Bây giờ thì Maniac bắn cũng là rất lỗi. Và cuối cùng thì Mixwell chọn một phương án dễ hơn. Đó là rút P250 ra và đấm mồm thôi. Vâng, mình nghĩ là Mixwell nên bắn cho mình một khẩu rifle đi, một khẩu M4 hoặc là lục sẽ là tốt hơn so với một khẩu ngắm. Vâng, bắn ngắm thì toàn trượt thôi, nhưng mà rút P250 ra phát là mồm luôn. 12-0 dành cho G2 rồi. Và giờ thì LDLC có vẻ như là sau 12 round đấu đục vào khu vực
Outside không thành công thì bây giờ họ chọn con đường khác, đó là rớt van. Tuy nhiên thì Mixpel đã bắn dụng Logan, Apex cạo Rival và giờ thì Mixpel có cho mình double kill. Chỉ còn một mình Alex thôi và cuối cùng thì Kenneth là người kết thúc round đấu. 13-0 nghiêng về cho G2. Set bài Asa, set bài ngoài khu vực A long không xong. Và bây giờ thì chọn một phương án khác, đó là đục vào trong khu vực bonsai A cũng như là van cũng không được. Bây giờ thì lối đi lao cho LDLC đây. Mình nghĩ là lối đi duy nhất cho LDLC ở trong trận thi đấu này, đó là bỏ luôn map thi đấu này và sang map 2 làm được gì thì làm thôi. Chứ G2 Sport đang bắn quá hay ở map thi đấu này. Vâng, giờ thì Mixquell xuống được, xuống hai người xuống khu vực tunnel rồi. Tuy nhiên thì NBK đang có những điều nhá để giữ bom. Vâng, NBK kê tâm kiểu gì đây? NBK kê tâm kiểu gì đây bạn ơi? Vâng, Alex cũng không muốn đẩy lên. Trong cái đó thì NBK cũng chả thèm làm gì cả. What the hell man? Vâng, còn giờ thì Kenneth lại cũng mang nét ngoài khu vực outside. NBK, vâng, NBK tấu hải vãi đáy. Ok fine. Tấu hải hơi quá đáng tới được chứ NBK. Tuy nhiên thì đẩy lobby tới đã Apex. Bây giờ thì Apex nằm xuống bởi Logan rồi. Lợi thế hơn người cho RLC. Tuy nhiên, vâng, tình huống này thì Kenneth lại bắt được Alex. Vẫn là 3v3 thôi. Logan lộ vị trí ở đây. Bây giờ thì Mixwell sẽ đẩy vào. Sai timing. Tuy nhiên thì bắn lỗi tới Mixwell. Có một lửa được trả vào. Bây giờ thì sao đây? LDLC đang bị lùi về. Bom đã rơi và time còn là 28 giây để cho 3 player còn lại của LDLC có thể xử lý. Vẫn đang đi tìm bom. Và bây giờ thì 20 giây mới bắt đầu nhặt bom của cuộc T-Bay. Sẽ đi đâu trong tình huống này đây? Tonu không có nhiều góc di chuyển. Cũng như là Logan. Giờ thì sao? Kenneth đang có vị trí đứng đẹp. Tuy nhiên Kenneth nằm rồi body đổi cho mình một mạng. Body có double kill. Và giờ thì body mới bị nằm xuống bởi Logan. 1v1 dành cho vị trí của Mixwell. Liệu có round thắng thứ 14 hay không đây? Hay là sẽ có một round đấu đầu tiên dành cho LDLC? Vâng, bắn thì bắn cũng vừa vừa thôi, cho người ta thắng 1-2 round với. Giờ thì Mixwell đang muốn đẩy vào. Mixwell xử lý. Rất hại não tới hai player. Và bây giờ thì Logan có một tiếng clap thành công với 3 mạng và đem về round thắng đầu tiên cho LDLC. Cái ông Mixwell này, ông rút luôn P250 ra, ông bắn đi cho tôi nhờ. Bắn thế này thì chết. Tuy nhiên thì LDLC có một round đấu, có một round thắng đầu tiên nhưng mà họ cũng phải rất vất vả, mất tới 4 khẩu súng bây giờ thì hai người sẽ phải bắn lục. Đó là vị trí của Divo cũng như là Maniac. Một tiếng nhảy qua lửa tới thì Alex và mất cho mình nửa bình rồi. Bây giờ thì MBK đang ở đâu đây? Vâng, mình muốn thấy vị trí của MBK, vậy là MBK được chuyển về bắn Ram. KNDS vẫn là người bắn outside. Trong khi đó thì Mixwell đang đứng ở đâu đây? Vậy là Mixwell đứng Gara. Một tiếng kẹp hai outside vị trí của Mixwell cũng như KNDS. Hai khẩu ngắm đang được mang ra để đấu súng ở ngoài khu vực outside. Trong khi đó thì bộ đôi bom sai A, đó là vị trí của Body cũng như là Apex, kẹp khá đông trong cuộc bom xe A. Giờ thì có một nết được trả ra. Vâng, rất may là quả nết không mắc vào mồm của Divo. Giờ thì thêm một lửa nữa, Divo chỉ còn mình có 56 máu thôi. Đang muốn khoét một bom xe B hay chăng đây? Tuy nhiên thì tình huống này NBK đã gọi thêm Kenneth về rồi. Rồi một góc kê ngắm là cực kỳ đẹp tới được Kenneth. 40 giây và đây sẽ là một tình huống đánh vào Ram thôi. Bây giờ thì Kenneth đã ủng cho mình mạng của Divo rồi. Giờ thì sao? Kenneth bắn lỗi. NBK vẫn đang thí đồng đội là khá tốt. Và giờ thì Maniac, Kenneth và NBK đổi mạng Tolu thành công. Vâng, NBK lên lùi về trong tình này. Mixwell đang muốn back up. Tuy nhiên thì bắn lỗi tới Mixwell rồi. Và giờ thì sao? Vâng, NBK có double kill. Và giờ thì đó là triple kill tới NBK. Alex lộ vị trí và đó là 4 mạng dành cho NBK. Bắn quá bay trong ngày thi đấu hôm nay. Bắn toàn mặt luôn ạ. Sợ thật. 14-1 nghiêng về cho G2 Sport. Vâng, chúng ta cùng xem lại NBK trong ngày thi đấu hôm nay. Vâng, hôm nay thì không phải là Apex sổng chuồng nữa rồi, mà nó là NBK.
bắn là bay tới từ G2 Esport. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ nghỉ trong một ít phút để đến với một rào lục tiếp theo. Vâng, một là nỗi đau sẽ kéo dài thêm cho LDLC, và hai là map thi đấu sẽ được kết thúc sớm. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với rào Piston. Vâng, ở trong cái rào Piston này, vậy là không có một khẩu Deagle nào tới từ G2 cả. Sẽ là 5 Glock và giáp 1. G2 Sport vẫn đang bắn là rất cẩn thận. Trong khi đó thì Apex là player một mình di chuyển ngoài vùng áo xài, và ngay lập tức thì Apex bị đấm mồm bởi Tonu. Body đang tăng ra. Giờ thì sao? Vâng, Body đang solo lên Mix Square ông Logan rồi. Alex đổi cho mình một mã kia làm xuôi Body. Bây giờ thì bom rơi. Vâng, NBK đi vô nhưng Kenny lại nằm xuống Maniac. Bây giờ thì NBK đang solo em, và cuối cùng thì NBK nằm xuống. Double kill cho Maniac trong tiếng vừa rồi. Một tiếng định tràn à láo tới được G2 Sport. Tuy nhiên thì những tiếng đổi mạng đã là rất tốt rồi, nhưng như vậy là chưa đủ, khi mà những góc đứng của LDLC là có lợi thế hơn rất nhiều so với G2 Sport. Còn chưa kể đến cái việc đó là Apex nằm xuống ở những giây đầu tiên ở ngoài khu vực outside, mà G2 Sport vẫn có thể đổi được mạng. Tí nữa thì LDLC đã phải đái ra quần trong tiếng vừa rồi rồi. Vâng, giờ thì quyết định fork bài Logan vừa headshot được Body thành công. Một tiếng Logan thể hiện cái độ cục xúc của mình khi mà mua thẳng cho mình khẩu Mark 7 ở round đầu thứ 2 và đem ra khu vực nhà đen bắn nhau. Quá cục xúc. Trong cái đó Devo có những đẩy Secret. Vâng, Mix Square vừa headshot Tonu rồi. Giờ thì Devo vào NBK thành công. Rất đen cho NBK nhưng vừa rồi Mix Square vừa mới quay tâm. À không phải. Một ai đó bên phía G2 vừa mới quay tâm đi thì Tonu đẩy ra. Bây giờ thì sao? Bom rơi rồi. Tuy nhiên thì Apex lại nhặt được cho mình một khẩu farm mát. 2v3, cơ hội là còn nguyên dành cho bộ đôi của G2. Và một tiếng đẩy ngược về tới Mix Square. Tuy nhiên thì chỉ là fake tiếng thôi. Một tiếng fake tiếng tới từ Mix Square. Fake thế này thì chết khi mà Logan đã đẩy được vào trong khu vực lobby rồi. Devo đang giữ khu vực chân catwalk. Và giờ thì bộ đôi của G2 Sport chọn một con đường, chọn con đường khá dài và khá xa. Đó là xuống khu vực tần nổ, nhưng sẽ là hợp lý thôi khi mà đang không có một ai bên phía LDLC giữ ở dưới khu vực bom sáy B cả. Ở một round đấu mà LDLC muốn stack người chung lại với nhau để có thể đổi mạng. Giờ thì Alex bò xuống, Apex lỗi tham minh mà nằm xuống với Alex rồi. Giờ thì chỉ còn một mình Mixwell ở đây thôi. Có muốn nhặt khẩu Pharmat hay không đây? Nhặt Pharmat đi bạn ơi. Vâng, vậy là lộ tiếng tới Mixwell rồi. Rồi thì sao? Mixwell nằm xuống. Double kill cho Alex trong round đấu vừa rồi. Và đem về round thắng thứ 3 cho LDLC. Lỗi đau sẽ kéo dài thêm một vài round đấu nữa. Vâng, và điểm qua về số frag một chút thì ngày hôm nay Kenneth đang có phong độ rất cao mà. 22 kill, 1 acid và chỉ chết có 9 lần thôi. Còn giờ thì G2 sẽ có một round full eco. Vâng, liệu có muốn tràn A nhanh hay không đây? Gây rất nhiều tiếng. Giờ thì Mixwell có một tiếng mở cửa. Vâng, thêm một smoke được trả vào. LDLC bắn khá cẩn thận ở map thi đấu này. Giờ thì sao đây? 5 khẩu Glock không giáp. Vâng, Apex là người đầu tiên phải nằm xuống ngoài vực outside. Từ nãy giờ thì Apex có vẻ như là thất, rất thích đi ra khu vực outside và đầu súng. Vâng, 5v3 bắt đầu đẩy ngược ra. Maniac vừa cũng Mixwell rồi. Giờ thì Logan đẩy ra lobby. Devi, Devo có cho mình double kill. Giờ thì MBK, MBK lộ vị trí rồi. MBK đang nhá rất nhiều. Và cuối cùng thì mạng dành cho Tonu. 14-4.
Vâng, vậy là có một tình huống power tactic dành cho G2. Vâng, sau tình huống này thì sẽ có hai khả năng xảy ra. Một là G2 sẽ end game sớm, và hai là cái kèo này khả năng cao nó sẽ lên với cái kèo over. Vâng, rating đang là kinh khủng, 1-26 tới từ LDLC. Và G2 Sport chỉ là 1-0.1 thôi. Vâng, Divo có một tiếng đẩy hay lo. Giờ thì Divo ở Apex, Tolu cũng bắt được body. Vâng, và có vẻ như sau lượt power vừa rồi thì G2 sẽ để cái trận đấu này về với cái kèo over. Vâng, nhưng Kenneth lại vừa bắt được Logan. Rồi sao? Vâng, Kenneth solo và Kenneth nằm xuống về Apex. Bom rơi ở giữa khu vực bom sai à. Và giờ thì khó lại càng thêm khó cho bộ đôi Mixwell cũng như là NBK. Vâng, NBK đang có một điều di chuyển là khá hay. Tuy nhiên thì có vẻ như trên khu vực catwalk đã có người kê rồi. Đã có ai đó kê rồi. Đó là ai kìa? Đó là vị trí của Tonu. Giờ thì NBK vẫn đang muốn lên trong tình huống này. Vâng, rất rón rén. Và giờ thì NBK bị ạ gục bởi Maniac rồi. Round thắng thứ 5 dành cho LDLC. Vâng, bây giờ mà tự nhiên lại có một cái kèo 1-26 nó nổ, nó lại gọi là mát máy anh em ạ. Giờ thì G2 sẽ có một round full eco luôn trong trận thi đấu này. Vâng, 2 PA 50 và 3 Dingo. G2 Sport sẽ di chuyển như nào đây? Vâng, từ nãy giờ thì có mấy cái ở bên phía G2 Sport đang là kiểu bị lặp bài quá nhiều. Đó là Apex chuyên đi outside. Trong khi đó thì body lại toàn chết trong vực nhà đen rồi. Giờ thì Divo có mạng của Mixwell, có double kill dành cho Divo ngoài vực outside rồi. NBK đang muốn đẩy ra, tuy nhiên thì đang là một khẩu Mark 7. Thôi xong rồi, đái vào đầu giặc Mỹ, và đó là một mạng cho Logan. Kenneth đang muốn di chuyển ngược ra, tuy nhiên thì đây chỉ là một khẩu Dingo rồi. Solo em, giờ thì Kenneth bắn trượt quá nhiều, không trúng một viên nào tới được Kenneth cả. Và cuối cùng thì mạng dành cho Tonu với một quả nết. 14-6. Và bây giờ thì sẽ đến với round full bài cho G2. Lần này thì Kenneth có ngắm cho riêng mình. Vâng, map thi đấu này mà LDLC mà comeback được thì nó không khác gì một điều thần kỳ cả. 14-1 mà comeback được, thắng 16-14 thì thôi đấy, mình đúng là mình lần sau bọn G2 Esports này mà bắn thì mình xin thề là mình không bao giờ mình cát cái bọn G2 này nữa. Vâng, Tonu có một tiếng đẩy và một mạng cho Tonu trước khi nằm xuống với NBK rồi. Đổi mạng là hay. Vâng, mặc dù Apex phải nằm xuống nhưng vẫn kịp đổi mạng đã là tốt rồi. 4v4, Maniac đang giữ khu vực Ram. Tuy nhiên thì G2 đang không có ai đi Ram điều này cả. Stack người lại rất đông ở phụ outside. Có tới 3 người phụ outside và body là người kê đẩy. Vâng, time còn là rất nhiều để G2 có thể xử lý được trong tình huống này. Vậy là có quyết định tràn vào mini hay không đây? Kenneth check rất kỹ luôn. Nếu tràn vào bom, nếu tràn từ mini vào trong bom xe được thì sẽ là có rất nhiều lợi thế cho G2 khi mà Logan đang bắn cho mình một khẩu Mark 7. Vẫn chưa vào xài. Hầu pick là rộng 30 giây. Bây giờ thì bắt đầu kéo off vào. Kenneth sẽ là người đi đầu hay không đây? 4v4. Maniac có vị trí đứng rất đẹp ở đây. Và giờ thì có ai check vào hay không? Vậy là sao? NBK hết Logan nhưng Maniac lại đổi cho mình double kill trước khi nằm xuống với NBK. Bom xe thủng. Tuy nhiên thì còn đó là Alex của Ven. Chưa biết điều này và NBK bị ạ gục thành công. Body đang di chuyển. 1v2. Bom rơi. Body đi đầu đây. Và body nằm xuống bởi Devil rồi. 14-7 dành cho G2 Esports. Một tình huống mà G2 định đánh chậm.
Họ đánh vào sai ở 25 giây. Tuy nhiên thì LDLC có vẻ như họ biết điều gì đó khi mà back về tới 3 bóng xe trong round đấu vừa rồi. Và giờ thì G2 quyết định full buy luôn trong round này. Có vẻ như là cục rồi. Vâng, MBK cùng với KNDS thì half buy. Trong khi đó thì 3 player còn lại đó là của Mixwell, Body cũng như là Apex thì quyết định full buy. Nhưng bây giờ thì cũng không quan trọng cho lắm khi mà G2 chỉ cần một round đặt bom thành công thôi thì họ sẽ có thể full buy được bình thường. Ừ, vẫn đang là những tình huống bắn cực kỳ chậm tới từ G2. Lần này thì có vẻ như muốn đục vào Ram, tuy nhiên thì đang có một tình huống kẹp chéo tới hai Ram vị trí của Maniac và ai đó kia. Ừ, mình chưa kịp nhìn. Ừ, vậy là có vẻ như là muốn rớt ven rồi. Sẽ là một tình huống rớt ven. Không phải tràn bom xe à. Đang có hai bom xe à. Giờ thì Logan có mạng Mixwell nhưng Body đổi mạng thu thành công. Double kill cho Apex. Bom xe à thủng trong một nốt nhạc. G2 Sport có những tình huống tăng vào trong side là quá chất lượng. Và giờ thì Maniac bắt KNS ngoài khu vực outside. Lợi thế hơn 10 cho G2. Một round đấu mà liệu bộ đôi của LDLC có muốn retake hay không đây? Ông retake hai người từ khu vực Heaven sẽ là rất tù. Bây giờ thì có vẻ như muốn làm điều này. Nhưng bom trả lên là nhiều. Tham còn không quá nhiều để cho bộ đôi LDLC retake nữa rồi. Bây giờ thì sao? Đẩy ra những tham minh cuối cùng. Đúng là mất trí rồi. Mất trí rồi. 4 mạng cho Apex trong round đấu vừa rồi. 15-7 nghiêng về cho G2. Vâng, ở cái khoảng tham chỉ còn có 10 giây thôi thì bộ đôi của LDLC mới đẩy ra. Vâng, đúng là mất trí rồi. Vâng, kèo này thì khả năng là không có kèo OT rồi anh em ạ. Khó lắm. Khả năng là G2 sẽ end game ở trong round thi đấu tiếp theo thôi. Tiếp tục có một tình huống power tactic nữa. Vâng, mặc dù đã lên tới 15 round đấu rồi nhưng G2 vẫn sử dụng cho mình quyền power tactic. Không hiểu để làm gì đây. Round đấu này thì LDLC vẫn có đủ tài chính để có thể full buy ngắm dành cho Tonu. Có một tình huống kẹp hai outside tới được vị trí của Tonu cũng như là Devil. Và giờ thì đang là một góc kê ngắm cực kỳ đẹp vị trí của Tonu. Apex xuống khu vực tunnel rồi. Bây giờ thì Alex sẽ là key player. Ừ, Body và Apex rủ nhau đẩy xuống khu vực tunnel. Giờ thì Alex phải lùi về thôi. Ừ, hai player đang có phong độ cực kỳ cao bên phía G2. Đó là Body cùng với cả Apex. Bây giờ thì sẽ đẩy ra solo em hay không đây? Đây là một góc mà Maniac sẽ có lợi thế bắn trước. Tuy nhiên thì bộ đôi của G2 chỉ là một tiếng fake thôi. Rồi thì tràn bom xe à. Tuy nhiên thì Devil sẽ là key player. Devil có vị trí đứng rất đẹp. Nhưng Devil, ôi Devil bắn như lồn. Và Devil chỉ có một mạng như làm xuống về Body rồi. KNDS bị gục bởi Alex rồi. Bây giờ thì sao? Hết vị. Double kill cho Alex trong những vừa rồi. Vâng, một tình huống mà bộ đôi bị lừa ở dưới khu vực tunnel. Đó là Alex và Tonu. Có một tình huống rotate về là rất đai. Vâng, mặc dù Devil có một góc đứng cực kỳ đẹp nhưng cũng chỉ đổi được một trước khi nằm xuống thôi. Vâng, có vẻ như sẽ có kèo over hay chăng đây. Thắng 15 round đấu, tuy nhiên thì vẫn sử dụng quyền power tactic. Và vừa rồi là một lối di chuyển
không hợp lý cho lắm tới từ G2. Devil vừa có một mạng của Mixwell. Giờ thì sao? Alex đang là có vị trí đứng cực kỳ đẹp và Logan tiếp tục kết thúc cho mình mạng của Apex. Logan đẩy vào và Logan nằm xuống với body. Giờ thì tăng ra tới chứ của MBK. Apex, Alex bắn lỗi rồi. Alex bị yếu máu. Bây giờ thì Alex vẫn có mạng của MBK. Bây giờ thì Alex có cho mình double kill. Kenneth đang muốn nhặt súng mà không được rồi. Round thắng thứ 9 dành cho LDLC. Mặc dù biết đây là một map mà rất tiếc VC Design, tuy nhiên thì đã có những khoảng thời gian mà G2 có thể kết thúc trận thi đấu này sớm rồi. Mát bòi tiếp theo cho G2, full bài trong round này. Ông và G2 thì chỉ cần thua ở round này thôi thì kèo nó sẽ là kèo over. Bet gì đây? Under hay over? Một trong hai thôi, rất dễ. Vẫn là những tình huống kẹp hai gara, tuy nhiên thì lần này có smoke được trả vào rồi. Liệu G2 có tận dụng được cái map boy này hay không đây? Đáng không có quả smoke nào vực outside cả, rất khó để có thể xuống được trong khu vực tunnel. Bây giờ thì G2 đang cố gắng trong vô vọng ở khu vực outside. Bắn trượt tới được Tonu. Apex đang muốn tăng vào, tuy nhiên thì Tonu có smoke trả ra rồi. Body vừa nằm xuống với Alex. Giờ thì sao? Devo hạ của MBK thành công. Devo lộ vị trí, có nhảy qua smoke hay không? Giờ thì Devo nằm xuống với Mixwell. Cơ hội vẫn là còn dành cho 3 player còn lại tới được G2. Alex đẩy ra. Alex làm gì đây? Có một flash được trả ra tới chỗ Alex. Và giờ thì di chuyển. Apex headshot được Maniac. Một tiếng bắn quá bay tới được Apex. Giờ thì Tonu tiếp tục bắn trượt ở trên khu vực catwalk. Ông bắn trượt quá nhiều tới cái Tonu. Bây giờ thì tham còn là 30 giây để G2 có thể xử lý. Ông có quyết định xuống B hay không đây? Apex đang di chuyển. Đặt tâm là cực kỳ mông lung tới vị trí của Apex. Ông tâm kê đi đâu đây anh? Ông pro player mà lại kê tâm như này. Bây giờ thì Apex nằm xuống với Alex rồi. Ông vừa rồi thì Alex chạy không khác gì một con ngựa. Nhưng mà tại sao Apex lại không nghe thấy nhở? Bây giờ thì tham còn 12 giây. Bây giờ thì sao? Mixwell solo em với Alex. Bây giờ thì Alex hạ cũng Mixwell thành công. Kenneth. Ui, Kenneth bắn vai cả đái ạ. Thua. Ok. Và sẽ có kèo over trong ngày hôm nay. Over rồi, over cực mạnh rồi. Một round full eco tới được G2 Sport thì lấy đâu ra cơ hội đây. Có lẽ round này thì cũng không có quá nhiều điều đáng nói tới từ G2. Đây sẽ chắc chắn là một round đấu mà G2 phải thua. Rất hợp tình hợp lý thôi. Một round full eco, không giáp, toàn là PA50. Đấu súng thì sẽ thua thôi. Maniac vừa có một mạng của MBK. Giờ thì Maniac có double kill. Giờ thì sao? Maniac nằm xuống với Kenneth rồi. Tonu bắn trượt, nhá là dẻo tới được Kenneth. Nhưng ngay lập tức thì Tonu đổi mạng thành công. Giờ thì Tonu bị headshot rồi. Mixwell đang có gì không đuổi bắt. Devo có bay gắt vào trong tình huống này hay không? Vậy là Devo bắn yếu Mixwell rồi. 21 máu. Trong khi đó thì Apex mang bom ra outside. Một mạng cho Apex chi nằm xuống bị Devo. Và giờ thì Mixwell đang muốn đẩy ngược ra. Tuy nhiên thì Mixwell đã lộ bom rồi. Và đây là một tình huống 1v3. Vâng, và giờ thì Mixwell di chuyển ra. Ok. Ok bạn ơi. Hay lắm bạn ơi. Over cực mạnh rồi. Ok bạn ơi. Cú lửa. Vâng, mặc dù hôm nay không phải là ngày 1 tháng 4 nhưng mà nó cũng sẽ có khá nhiều vụ lừa xảy ra. Vâng, giờ thì sao? NBK vừa headshot Devil thành công.
Ôi bắn thôi anh ơi, bắn thôi, nhả thế được rồi, over rồi, đợi chờ gì nữa. Vâng, giờ thì sao, Tô Nu bắn trượt rồi. Bây giờ thì Apex lộ vị trí. Vâng, Apex ngay lập tức đổi vị trí là nhanh, lợi thế hơn người cho G2. Và bây giờ thì LDLC có vẻ như là vâng lại định bắt bài, bắn tới 4 bom xe A trong round này, không phải 3 bom xe A, và Alex là người giữ dưới cung tân nổ. Giờ thì G2 sẽ di chuyển như nào? Mini 2A rồi. Maniac sẽ là key player. Bây giờ thì có lửa trả vào. Maniac nằm xuống với body. Bây giờ thì sao? À, Apex Logan hết vị rồi bạn ơi. Alex đổi một, nhưng một là không đủ. Apex nằm xuống. Không phải, đó là mạng dành cho Apex. Double kill. Vâng, bây giờ thì Alex. Cái đéo gì đây? Cái gì đấy? What the fuck are you doing, bro? Cái gì đây? Thắng rồi à? Thế là